Người có môi mỏng, chớp mũi nhọn, thích bơi móc khuyết điểm của người khác. Trong clip ngày hôm nay, mời các bạn cùng Master Kỳ phân tích đặc điểm của từng kiểu dáng miệng khác nhau có ý nghĩa như thế nào nhé. Môi mỏng, chớp mũi nhọn. Người có môi mỏng, chớp mũi nhọn, thích bơi móc khuyết điểm của người khác. Trong quá trình giao tiếp, họ thường nói những lời châm chích, giễu cợt. Bởi vậy, họ thường gây chuyện thị phi, khiến người khác có ác cảm. Cũng chính vì vậy mà tự chuốc lấy phiền phức. Họ không giỏi quản lý tài chính, thường đưa ra quyết đoán sai lầm. Hơn nữa, không được người khác giúp đỡ. Bởi vậy, quanh năm luôn ở trong tình cảnh túng thiếu, thậm chí còn nguy cơ phá sản hoặc nợ nần.